Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một video liên quan đến CPU thế hệ 12 của Intel, cụ thể là dòng 12900K, và mình sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến những hệ thống tản nhiệt sao cho phù hợp nhất đối với CPU thế hệ thứ 12 và một vấn đề liên quan RAM DDR5 và RAM DDR4. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái thành phần về RAM đi. RAM hiện tại ở đây chúng ta sẽ có hai loại RAM là RAM DDR4 và RAM DDR5. Thì cả hai cái mẫu RAM này thì đều được support trên chipset, đó chính là Z690. Đối với chipset Z690, đây là chipset mà gần như anh em cần phải mua để có thể cắm được những mẫu CPU mới nhất của Intel. Sau này thì nó có thể ra thêm những dòng chip khác kiểu dòng B và dòng H, nhưng bây giờ chúng ta tập trung vào dòng Z. Ở đây mình đang có mẫu bộ chủ đến từ Asus. Asus đã gửi mẫu bộ chủ sang cho mình và giá của mẫu bộ chủ này sẽ loanh quanh khoảng chừng 15 đến 16 triệu đồng. Thì đây là Z690 ROG Maximum Hero. Với mức giá 15-16 triệu đồng thì đây chưa phải là cao cấp nhất của Asus, nhưng là một trong những mẫu chủ cực kỳ cao cấp để các bạn có thể sử dụng rồi. Thì mình sẽ tập trung vào cái vấn đề khe RAM đây. Như các bạn thấy được ở đây thì đây nó sẽ có tổng cộng là 4 khe và RAM được support là RAM DDR5. Đối RAM DDR4 thì mình sẽ không nhắc lại nữa bởi vì RAM DDR4 đã xuất hiện trên thị trường rất lâu rồi. Đối RAM DDR5 ở đây thì các bạn chắc chắn rằng các bạn sẽ không thể cắm hai chiều, nhìn trông ở giữa thôi nhưng không phải ở giữa, chúng ta sẽ phải cắm đúng chiều chứ không có chuyện cắm hai đầu. Và mình cũng đã mượn ở đây, đây là một bộ kit RAM đến từ Kingston, đây là Kingston Fury Beast, và mức giá của bộ kit RAM này rơi khoảng chừng 7 triệu đồng với 32GB RAM. Đây, các bạn có thể thấy được ở đây, tổng cộng chúng ta sẽ có 32GB RAM để sử dụng, một thanh sẽ là 16GB. Thì với cái mức giá như này thì mình nghĩ là không hề cao so với cái công nghệ mới. Còn về thực tế khi mà sử dụng lưỡi RAM DDR4 và RAM DDR5 khác biệt sẽ là như nào? Đối với những bạn nào mà chơi game thì thực tế ra là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn RAM DDR4 cũng được. Còn đối với những bạn nào mà liên quan đến vấn đề làm việc nữa, nên là lựa chọn những dòng RAM DDR5, bởi vì có bài test rồi. Đối với cái bộ công cụ phần mềm đó chính là bộ công cụ của Adobe, cụ thể là tùy After Effects, thì đối với RAM cũng bus RAM cao, cụ thể RAM bus RAM lên 4800 như này, thì khi bạn sử dụng những cái thanh RAM như này thì sẽ có tốc độ render nhanh rất nhiều. Và một cái yếu tố nữa đó chính là mặc dù ở trên thanh RAM đây, những thanh RAM này thì đều hỗ trợ công nghệ đó chính là Intel XMP hay là Intel Extreme Memory Profile để các bạn có thể kích hoạt được cái bus RAM cao, nhưng đối với RAM DDR5 các bạn cắm vào và nhận luôn, đó sẽ là bus RAM 4800. Để những cái thanh RAM mà hiện tại trên thị trường đang có là các bạn không cần phải vào trong BIOS kích hoạt XMP mà cắm vào và sử dụng luôn, đặc biệt là cái bộ kit RAM này. Rồi quay trở lại một chút đến cái thành phần main đi, nhân tiện mình sẽ nói luôn về cái mẫu main có mức giá rơi khoảng chừng 15-16 triệu. Thì đây các bạn nhìn thấy đây, ngay giữa đây chúng ta đó là chính là nơi cắm CPU, và CPU sẽ có socket là 1700 và ta được mở rộng ra to như này. Và xung quanh đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cái lỗ ở đây. 4 cái lỗ ở đây cho các bạn trông hơi khác bình thường. Thông thường nó sẽ phải tròn xoe, nhưng đây không phải dạng tròn, bởi vì Asus đã cho phép đó chính là chúng ta có thể tận dụng lại những hệ thống tản nhiệt 1200 và 1151. Và nếu như bạn nào mà có những hệ thống tản nhiệt đời mới, có những cái bộ công mới thì cũng có thể cắm vào đây hỗ trợ cho 1700 một cách phù hợp nhất. Một trong những điểm cải tiến trên máy Asus mà mình cực kỳ thích đó chính là cái vấn đề liên quan đến khe X16 để các bạn có thể cắm cào đồ họa. Thì đối với những cái dòng main cao cấp thì các bạn biết đấy, tất cả thành phần linh kiện được bố trí là cực kỳ nhiều, và khi chúng ta cắm cào đồ họa vào thì cắm một lần, cắm luôn vào để dụng thì không vấn đề gì. Nhưng khi các bạn muốn tháo cào đồ họa ra thì sao? Nếu mà cho tay vào đây ấn thì khi mà đã cắm đủ cả SSD rồi, cắm đủ RAM rồi, cắm cạc vào thì nếu mà nhìn thông thường đây thì ôi bấm kiểu gì cũng được, nhưng khi mà cắm đủ vào không bấm được đâu, cực kỳ khó bấm. Và để giải quyết được vấn đề đấy, Asus đã làm thêm một cái nút bấm ở đây, thì cái nút đây sẽ nối xem một sợi dây để các bạn có thể ấn vào đấy, như này sẽ mở ra và chúng ta có thể rút được cả đồ họa ra ngoài, cực kỳ tiện lợi, một trong những cái cải tiến mà mình có thể nói là cực kỳ thực tế. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 khe X16 ở đây, trong đây sẽ có 2 khe được bọc ráp để các bạn có thể sử dụng giải pháp đa cào đồ họa. Khe bên dưới cùng ở đây thì chúng ta không được bọc ráp, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cắm vào để sử dụng thông thường, bởi vì các khe bên dưới đây thì đều là PCIe X8 cả. Và hệ thống của SSD sẽ có tổng cộng là 3 khe, trên cùng ở đây sẽ là một cái khe SSD hỗ trợ PCIe 5. Thực ra thì đây là về mặt lý thuyết thôi, còn thực tế sử dụng sẽ hơi khác một chút. Thì bên dưới đây chúng ta sẽ có thêm là 2 khe SSD nữa. Và hệ thống cấp nguồn dành cho CPU sẽ là 2 cổng cấp nguồn 8 pin, và cái điện năng để cấp cho CPU mình khẳng định luôn là hoàn toàn thoải mái so với nhu cầu sử dụng. Các bạn sẽ không cần phải lo đến cái vấn đề tiêu thụ điện năng và cái khu vực VRM nữa. Đây, khu vực VRM ở đây được bố trí những cái phây điện, và mình sẽ không nói kỹ quá nhiều về khu vực phây điện này bởi vì sẽ gây ra cái sự khó hiểu. Nhưng mà cái phây điện ở đây thì được tản nhiệt bằng cái hai cái miếng nhôm cực kỳ to và được nối với nhau một ống đọc để có thể hỗ trợ tản nhiệt được. Và những công nghệ trên main Asus không thể thiếu được đó chính là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0 cũng được trang bị luôn, và sẽ có thể nói là cực kỳ nhiều so với nhu cầu sử dụng thông thường của mình. Và đây là cái vấn đề liên quan đến main và RAM.
quay trở lại một chút đối với CPU đi. Ở đây là dòng CPU Intel Core 9 12900 được sản xuất trên tiến trình đó là 10 nanomet. Chúng ta sẽ có 16 nhân, cực kỳ nhiều dành cho mẫu CPU Intel Core 9. Các hiệu năng thì không cần bàn cãi nữa, cải tiến cả về hiệu năng đơn nhân lẫn là hiệu năng đa nhân. Và mình sẽ tập trung đến cái khía cạnh mà nhiều người quan tâm vào cho hệ thống tản nhiệt. Khi mà nhìn vào đây đi, cho thực tế đi, các bạn nhìn vào các bạn thấy được rằng là cái khu vực lắp chip đã to hơn rất nhiều khi so với thế hệ cũ, đó chính là socket 1200 hay 1151. Các bạn sẽ lo lắng rằng là khi mà tận dụng lại những hệ thống tản nhiệt đời cũ thì liệu có được phủ kín được bề mặt của CPU hay là không. Thì ở đây mình đã mượn luôn Asus hai hệ thống tản nhiệt để có thể review chi tiết dành cho các bạn. Cả hai mẫu tản nhiệt ở đây thì đều là hai mẫu tản nhiệt tốt nhất đến từ Asus. Ngay bên tay trái của mình là ROG RYUJIN LC2 360, và bên tay phải của mình mẫu tản nhiệt cực kỳ quen thuộc, đó chính là RYUJIN 360. Cái cụm từ 360 ở đây là tượng trưng cho cái ROG tản nhiệt là sự 3 quạt 120. ROG tản nhiệt có thể nói là cực kỳ dài, hầu hết những cái mẫu vỏ cây các bạn sử dụng bây giờ thì cao nhất họ đều hỗ trợ là 360. Và cả hai mẫu tản nhiệt này thì đều có những cái điểm mà ưu điểm riêng. Thì đối với hệ thống tản nhiệt của RYUJIN đây thì được hỗ trợ bởi nóc tua, thì cái hỗ trợ tản nhiệt ở đây, nóc tua ở đây thực tượng trưng cho là họ hỗ trợ sản xuất cái hệ thống quạt, thì quạt nóc tua sẽ có cái độ yên tĩnh cao hơn khi so với những hệ thống quạt khác. Tuy nhiên thì không phải vì thế mà dòng LC2 này có cái hiệu năng thấp hơn. Mặc dù hệ thống quạt đây không được hỗ trợ bởi nóc tua mà hệ thống quạt đây chỉ là hệ thống quạt thông thường, nhưng cái tốc độ vòng quay của em này là cực kỳ cao. Cái lợi thế của tốc độ cao thì một chút nữa các bạn sẽ thấy được, đó chính là cái nhiệt độ sẽ mát hơn khi so với RYUJIN. Tuy nhiên RYUJIN thì lại yên tĩnh đấy. Và một điểm đặc biệt nữa của RYUJIN đó chính là trên cái block của cái hệ thống tản nhiệt đây nó sẽ có thêm một quạt nữa, và cái quạt này sẽ hỗ trợ để tản nhiệt cho khu vực VRM. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ mẫu main nào thì cái hệ thống quạt này vẫn sẽ đều thể hiện cái ưu điểm của nó. Rồi thì các bạn sẽ quan tâm nhất đây, cái mẫu tản nhiệt này thì đều được sản xuất để hỗ trợ những mẫu CPU của Intel socket là 1200 1151, nhưng hệ thống CPU thế hệ thứ 12 thì lại là 1700. Thế nên liệu cái block của hai em này có phủ kín được bề mặt của CPU không? Thì câu trả lời là có. Cả hai block của em này thì đều phủ kín bề mặt của CPU. Có thể là các bạn đã xem trên mạng, xem những thông tin ở trên mạng ấy, rằng là hệ thống tản nhiệt đời cũ đặt lên CPU sẽ không vừa, nhưng thực tế là vẫn vừa như bình thường. Cái block được làm bằng đồng phủ hết bề mặt CPU, tức là đã tản nhiệt rất tốt dành cho CPU rồi. Và để chứng minh cho lời nói của mình là chính xác thì mình sẽ stress test CPU với phần mềm đó chính là Prime95. Và mình sẽ lưu ý trước rằng khi các bạn sử dụng CPU, kể các bạn có chơi game hay là render video, thì cũng sẽ không đạt được cái mức như Prime95 khi mà stress test. Thì cả mức nhiệt của CPU khi mà test bằng hai mẫu tản nhiệt này thì cao nhất sẽ đạt được rơi khoảng chừng 90 độ C và thấp nhất chỉ là hơn 80 độ C thôi. Và mình sẽ khẳng định luôn, đây là một trong những cái mức nhiệt cực kỳ tốt dành cho CPU Intel Core i9. Và khi các bạn sử dụng thông thường thì nhiệt độ mình nghĩ sẽ loanh quanh khoảng chừng 60 đến 70 độ C là cao nhất rồi. Và các bạn có thể thấy được là rõ ràng là với cái tốc độ, cái lợi thế vòng quay lớn thì em LC2 360 này đã cho cái mức nhiệt độ là tốt một chút khi so với RYUJIN. Tất nhiên vấn đề độ ồn thì của em LC là cao hơn đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ phần trải nghiệm game, thì cái phần này thì mình sẽ để cho các bạn xem hết cái phần test, thì sau đấy thì mình sẽ nhận xét sau. Và trong, và như các bạn có thể thấy được rằng là trong hầu hết tất cả các trường hợp thì MLC 360 đây thì đều cho cái mức gọi là hiệu năng tốt hơn một chút. Nhiệt độ của em này sẽ thấp hơn khoảng chừng từ 1-2 hoặc cao nhất là khoảng 4 độ C. Tuy nhiên thì đấy là cái mà các bạn cần phải lưu ý rằng em này sẽ có độ ổn cao rất nhiều khi so với em RYUJIN. Và để lựa chọn được hệ thống tản nhiệt tốt nhất thì mình sẽ có lời khuyên dành cho anh em như này. Đối với những bạn nào mà sử dụng CPU Intel Core 7 thì không phải nói rồi, các bạn cứ hệ thống tản nhiệt nước 240 là được, không cần biết là hệ thống 240 như nào. Nhưng đối với Intel Core 9, cụ thể là 12900K, nếu như các bạn lựa chọn những hệ thống tản nhiệt nước là 240 thì các bạn cần phải lựa chọn những mẫu hệ thống tản nhiệt nước có thể nói là đắt nhất
đắt nhất trong cái tầm 240 có thể mang lại để sử dụng sẽ là tốt nhất. Còn đối với 360, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ một dòng 360 nào mà các bạn quan tâm. Nếu như các bạn thích thì hoàn toàn có thể chọn luôn một là em RYUJIN 360, hai là em LC360 này để chúng ta có thể thấy được là mình đã test cho các bạn rồi. Thế nên cái mức nhiệt sẽ đảm bảo là kể cả những nhãn thủ cũng phải hoàn toàn đồng ý với mình. Còn các bạn muốn mình làm test về bất kỳ hệ thống tản nhiệt nào, test thêm về mẫu CPU Intel Core 9 với cái hệ thống như nào nữa thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận để cho mình được biết. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đó, đường link mình sẽ để bên dưới nhé, nhớ click vào. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.